mỹ phẩm Venturi lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hàng thật, hàng giả, quả vẫn tươi vơi hay. Thực tế thì trước kia chúng tôi đã làm một clip hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hàng thật, hàng giả quả vơi hay rồi. Nhưng mới ngày hôm qua thôi thì mình mới phát hiện ra một điều là gì? Trên Facebook và một số shop đang bán phấn tươi vơi hay tặng thêm một nõi sữa cua nữa. Và hôm nay mình muốn làm clip này để cảnh báo cho những bạn nào ham hàng rẻ. Thì mình đã khẳng định là cái chương trình bán hàng mà tặng thêm một nõi sữa cua như thế này đó là hàng giả. Và mình được biết là ở công ty Voi 2 chưa hề có mẫu đưa ra là tặng thêm nõi sữa cua. Vì vậy, những bạn nào mà đang có dự định mua cái hộp phấn mà được tặng thêm kèm thêm một nõi sữa cua nữa thì các bạn nên suy nghĩ lại. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn những đặc điểm phân biệt hàng thật, hàng giả của mẫu Voi 22 của hãng Fake mới đưa ra thị trường. Hộp mẫu mới này thì nó, các bạn nhìn là nó to hơn, nó dày hơn cái hàng chính hãng hơn một chút. Đồng thời là dịch hàng chính hãng thì không có hệ thập đát sử dụng ở đây, nhưng hàng hàng Trung Quốc thì lại có đát sử dụng ở đây, hàng chính hãng thì không có. Đấy là vấn đề ngoài vỏ hộp. Nhưng mà khi các bạn có đi mua hàng thì các bạn chỉ cần bóc cái hộp phấn này ra, các bạn mở hộp phấn này ra và các bạn sẽ cầm cái nõi ở bên trong thì đây. Nhìn bề ngoài ngoại hình thì các bạn nó nhìn thì khá là giống nhau. Nhưng nếu như các bạn nhớ được thì các bạn này, nhìn này, hàng chính hãng đây thì hộp phấn nó to hơn và dày hơn, hàng Trung Quốc thì nó mỏng hơn. Nếu như các bạn không thể, những bạn mà đã chưa từng bao giờ sờ vào hộp phấn với hàng chính hãng ấy thì các bạn nhớ những chi tiết sau. Thứ nhất, ở chỗ nãy này của hàng chính hãng thì không hề có cái nỗ này, nhưng hàng Trung Quốc thì lại có cái nỗ ở đây, hai cái nỗ ở đây. Thứ hai là ở dưới đáy hộp phấn thì các bạn nhìn này, hàng chính hãng thì có một cái nỗ nhỏ nhỏ con ở đây, nhưng hàng Trung Quốc thì không có một cái nỗ nào ở trong đây cả. Chi tiết thứ ba thì là gì ạ? Ở dưới đáy hộp phấn hàng chính hãng họ có dập cái nát màu chữ màu đen nhỏ ở đây, nhưng hàng Trung Quốc thì không dập hạn sử dụng ở dưới đáy sản phẩm. Đấy là những chi tiết cơ bản ở bên ngoài vỏ hộp. Còn khi các bạn bóc vào trong mở hộp phấn ra thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái nẫy của hàng chính hãng ấy nó màu trắng như này. Đến bây giờ thì hàng Trung Quốc họ vẫn sản xuất cùng một cái màu nẫy của nó vẫn như mọi ngày xưa, là màu của nó màu đen. Các bạn nhìn này, đây là màu đen, mặt bông của nó thì màu nó hồng hồng và vàng vàng một chút, nhưng bông của phấn tươi vơi 2 nó là màu trắng, trắng tinh. Còn chất phấn thì các bạn nhìn thấy rồi, chất phấn thì các bạn nhìn này. Hàng Trung Quốc thì nó, cái chất phấn thì nó giống như dạng kem nền ấy, kem nền và đánh đông đặc lại dạng kiểu như thế. Và khi các bạn sờ như này, các bạn có vô lên ấy thì nó cứ ướt ướt nhờn nhờn như này. Còn hàng chính hãng thì đây các bạn nhìn này, hàng chính hãng thì nó, các bạn xem clip rất nhiều trên mạng rồi, phấn tươi vơi 2 thì đánh rất là thích, đặc biệt là hợp với những người da dầu hoặc lỗ chân lông to thì đảm bảo dùng sản phẩm này các bạn sẽ rất thích. Mùa hè không sợ bóng nhờn và lớp trang điểm không bị nâu nhanh trôi. Thì mình bán hàng nhiều khách hàng rồi thì cái sản phẩm này rất hợp với những người da dầu hoặc cũng hợp thiên dầu và chân lông to. Đấy thì là những, đấy là những chi tiết rất là đơn giản thôi, vì trước kia chúng tôi đã làm cái video clip rồi nên hôm nay chúng tôi chỉ nói qua những cái đặc điểm đấy thôi. Ở cuối clip thì sẽ vẫn có những cái bức ảnh chụp những chi tiết sự khác nhau của hai hàng thật hàng giả, các bạn là theo dõi ở cuối clip nhé. Đấy là những đặc điểm cơ bản của phấn tươi với hai thật hàng giả, các bạn hãy lưu ý để tránh trường hợp mua phải hàng giả nhé. Chúc các bạn gái luôn xinh đẹp.